Fire, how do you find her the IELTS test? Chào các bạn, tên cô là Thảo Uyên, cô là một chiến viên IELTS. Hôm nay cô ở đây để giúp chúng ta chiến đấu với việc thi IELTS test. Today I want to talk about a very interesting topic that you usually do in your leisure time. Cô và chúng ta sẽ cùng nói về một cái chủ đề rất là thú vị mà chúng ta hay làm trong thời gian của mình. Can you guess what it is? Các bạn có nói thử là gì không? Thì cô một tuần mỹ xíu nè. Đây là hoạt động mà chúng ta thường hay làm ở the cinema. Yeah, very good. That is watching movies. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề phim ảnh. Ok. Và đây là một trong những chủ đề rất là phổ biến trong cái thi IELTS speaking test, đặc biệt là phần thi test 1. Tại vì the examiner sẽ hay hỏi chúng ta những câu liên quan đến bản thân mình, ví dụ what do you usually do in your free time? What are your hobbies? Do you like watching movies? Ok, đối với dạng câu hỏi này thì chủ đề phim ảnh là một chủ đề rất là thú vị cho chúng ta nói trong cái thi IELTS test. Ok, now let's get started. Đầu tiên cô muốn nói về những loại phim ảnh mà chúng ta cũng hay xem. Rồi bây giờ các bạn cho cô biết là những bạn nam thì thường khoái xem phim gì ta? Các bạn nam thì hay thích xem phim gì? Hành động, đánh nhau đúng không? Siêu xe này, anh hùng mỹ nhân, đây là loại phim gì? Very good, that is action movies. Đó là phim hành động đúng không? Ok, so phim hành động chúng ta có từ tiếng Anh là action movie, right? Action movie. Tuy nhiên cô thấy là từ action này thì hầu hết chúng ta đều biết nó, đúng không? Action movie khá là đơn giản. Hôm nay cô muốn tặng cho mình một cái cụm từ để mô tả phim hành động nữa và nó rất là hay và chúng ta có thể áp dụng cho bài thi IELTS. Đó chính là action packed movies. Ok, nào cả lớp đọc cho cô nhé. Action packed movies. Again, action packed movies. Ok, rồi nào để nhắc chữ action. I'm sure của mình là sure con ngữ, cho nên chúng ta con ngữ là nhân tâm là action. Là action, ok? Action. Again, now action. Rồi tiếp theo, packed. Again, packed. Ok? Âm ED, mình đọc thành âm thanh. Tại vì nó đứng đằng sau âm gió. Again, now packed. Packed. Ok? Rồi, action packed movies. Is a movie that is full of action. Có nghĩa là nó là một bộ phim mà mang đầy tính chất hoạt động, đầy tính chất của một bộ phim tiết kỳ, ok? Vậy khi mà chúng ta xem phim đầy tính chất hành động thì bộ phim này nó sẽ như thế nào? Nó sẽ rất là phù hợp với kỳ đúng không? Ok, vậy bây giờ cô sẽ tặng cho mình một tính từ để mô tả phim hành động nữa. Đó là intense. Rồi, cả lớp cho cô nhé. Intense. Again, intense. Very good. Intense mang nghĩa là hồi hộp ly kỳ. Vậy một phim hành động nó rất là hồi hộp ly kỳ đúng không? Bây giờ cho cô một ví dụ phim nào mà nó rất là hồi hộp ly kỳ ta. Phim này nó, cô cho chung, cô gợi ý nhé. Phim này nó liên quan về đua xe. Đua xe, các bạn biết video. Ok, rồi cô cho mình thêm một ý nữa là phim này nó có nhạc nền, có bài nhạc nền như sau. It's been a long day. Chính xác, đó chính là phim Fast and Furious. Ok, rồi giờ cô cho mình một ví dụ vào nhé. Bạn hối hỏi cô là hey, have you watched Fast and Furious 7? Cô mới trả lời bạn cô là yeah, I've watched it. It was so intense and I love it so much. Bạn cô hỏi là cô đã xem phim Fast and Furious phải chưa? Tôi bảo là cô xem rồi và nó rất là hồi hộp nghi kỳ và tôi rất là thích nó. Ok, vậy còn trong bài thi IELTS thì sao? Examiner sẽ hỏi mình những câu như sau. Do you like watching movies in your free time? Thì câu trả lời của bạn có thể như thế này. Oh well, I'm really into watching movies, especially action-packed movies because it is very intense and I feel so excited while watching it. Ok, có nghĩa là tôi rất là thích xem phim hành động, đầy tính chất hành động và nó rất là hồi hộp liên tục, tôi cảm thấy rất là hào hứng khi mà xem nó. Vậy thì trong câu ví dụ của cô đó, cô có một cụm từ rất là ác điểm, đúng khi mà mình làm việc bài thi IELTS, đó chính là be into something. Be into something means you really like it. For example, I can say I am into music. Cô nói là cô rất là thích xem âm nhạc đúng không? I am into music. Or I am into movies. Okay, I am into art. Cô rất là thích nghệ thuật. And especially I am into you. Cô rất là thích bạn. Okay. Okay, so loại đầu tiên là action packed movies, right? Đây là loại phim hành động dành cho nam đúng không? Ví dụ các bạn nữ thì các bạn nữ hay xem phim gì đó? Đấy là cô thường nữ là bánh bèo đúng không? Bánh bèo thì thích xem phim, chính xác đó chính là phim Hàn Quốc. Ok, yeah, thì phim Hàn Quốc mình gọi tiếng Anh là gì?
Hàn Quốc là Korean, phim, movie, is it right? Được không? Movie thì để dành cho những bộ phim mà nó lẻ, nó phải tập đúng không? Còn bây giờ Hàn Quốc thì mình kèo coi thêm bộ rất là dài, nhiều tập. Ok, bây giờ mình không có dùng chữ movie nữa mà mình sẽ dùng cho cô từ dramas. Now again, dramas. One more time, dramas. Wonderful, dramas. Rồi bây giờ để ý cho cô nhé. Chữ dramas, mình có âm G và R như thế nào? Chúng ta không đọc là drama. Chúng ta đọc nó từng giống như âm trời không được trong tiếng Việt nhé. Now again, dramas. Okay, very good. Now, Korean drama, tại sao các bạn nữ lại thích xem phim Hàn Quốc quá vậy ta? Tại sao? Mấy cô tại sao? Tại sao thích xem Hàn Quốc? Đúng rồi, tại vì có nhiều sói ca đúng không? Nhờ có nhiều sói ca đẹp dài. À, giờ gì sói ca, tiếng Anh nói sao ta? Tiếng Anh, sói ca. Bây giờ mình cũng tự nhiên cô nhé, sói ca là những người chơi rạng ngời đúng không? Thì những người này á, nhìn vô cái là tiêu như thế nào? Tim như thế nào? Đúng không? Đúng rồi. À, bây giờ cho cô tự tim, trái tim của mình là heart. Đúng rồi, chính xác, heart. Ok, cô tặng cho mình một mặt từ rung động nữa là throb. Again, throb. Bây giờ cô ghép hai từ này lại với nhau, cô có heart, throb. Chính là xoay ca, một tiếng trái tim bị rung động. Ok. Rồi, giờ ví dụ phim Hàn Quốc gì ngoài tình cảm lãng mạn nhiều xoay ca. Nó, tuy nhiên cô thấy thì cái phim này nó khá là ức ác. Tại vì sao? Lấy đi nước mắt khá là với lực mấy cái chuyện như mà chia tay nè, bị ung thư đồ, ok. Cô nghĩ là phim này rất là ức ác ha. À, nhưng cô tặng cho mình thêm một tính từ mang nghĩa ức ác để miêu tả phim Hàn Quốc nữa. À, ức ác thì phải khóc đúng không? Khóc là tear, ok. Thì cô có tính từ tear jerky, tear jerky. À, again, tear jerky, ok, very good. Tear jerky movies có nghĩa là một bộ phim rất là ức ác khi cho người ta lấy đi nước mắt người ta, ok. Alright, rồi bây giờ phim Hàn Quốc á, mặc dù là nó ức ác vậy chứ cũng thấy người ta mê nhiều lắm nè. Con gái mê phim Hàn Quốc này, mấy mẹ mê phim Hàn Quốc rất là nhiều. Ok, à vậy bây giờ cô tặng cho mình thêm một cái tính từ mô tả phim Hàn Quốc là mang tính gây nghiện, gây mê, gây nghiện ha. Ok, cô có tính từ là addictive. Again, addictive. One more time, addictive. Very good, ok. À bây giờ phim Hàn Quốc nó gây nghiện thì mình sẽ sao? Mình bị gì? Mình bị nghiện, đúng rồi. Vậy cô tặng cho mình tính từ bị nghiện nữa là be addicted to something. Now one more time, be addicted to something. Wonderful. Alright. Rồi bây giờ cô cho mình một cô đăng những cái cụm từ học vào ví dụ nhá. Ví dụ examiner sẽ hỏi mình là hey, do you like watching Korean dramas? Thì cô trả lời của mình sẽ như thế nào? Well, honestly, I'm not really a big fan of Korean dramas. Because, you know, it is quite tear-jerking, alright? It is quite sad. However, a lot of my friends are addicted to it. I think because Korean dramas are so addictive and there are too many heartthrobs in them. Okay, now let's move on to the third type of movies, okay? Bây giờ mình có phim dành cho con trai, cho con gái đúng không? Còn một dạng phim mà cô nghĩ là dành cho những bạn ghen dạ chúng ta cũng hay xem vào dịp Valentine. Có thể là xem phim ở nhà với một mình. Okay, các bạn đoán được đó là phim gì không? Yeah, chính xác đó chính là phim gì ha? Phim cái gì tiếng Anh mình gọi nó là horror movies. Okay, nào, từ lớp học thêm câu nào. Horror movies. One more time. Horror movies. Very good. Rồi, thường thường ha, phim kinh dị thì thường thường ha, mình hay nói chuyện với nhau về phim kinh dị thế nào. Ví dụ bạn cô hỏi cô là ê, đi coi phim Annabelle trên TV, về mà Annabelle. Xong rồi cũng nói là, có rồi, bạn cô mới hỏi là ghê không, rồi ok. Thì mọi người hay hỏi về phim kinh dị là hỏi nó ghê không, ghê là ghê là ghê sợ, đúng không? À, vậy thì tôi tặng cho mình một cái tính từ mô tả phim kinh dị, ghê sợ ha. Nào, lớp học với cô nha, creepy. À, ok, very good, one more time, creepy. Again, creepy, okay? Bây giờ mình lưu ý cho cô là chữ creepy có âm khờ ở đầu nha, cho nên mọi người khờ được câu xíu nha. Now again, creepy, very good. Rồi, nào, phim kinh dị thì nó rất là ghê, kinh dị đúng không? Nhưng mà cô mang cái cô từ sau khi có phim kinh dị về nhà cô bị ám ảnh kinh tâm. Thì phim kinh dị có nghĩa là phim kinh dị nó còn mang tính chất là gây ám ảnh, đúng không? Okay, tại cho mình thêm một chữ nhé, gây ám ảnh là haunted. Rồi, again, đọc cho cô nào, haunted, one more time. Haunted, very good. Ok, phim kinh dị nó gây ám ảnh. Những cái động từ ám ảnh, động từ ám ảnh cho mình. Ám ảnh mình có động từ là haunt. Ok, again now, haunt. Wonderful, haunt. The last one, haunt. Alright, very good.
Alright, so let's go back to the IELTS test. Yeah, mình quay trở lại với the IELTS. Examiner hỏi mình là oh, what kind of movie do you paint? Biết gọi thì nào? À, cô có thể trả lời câu như sau. So honestly, I'm not a really big fan of horror movies because they are very creepy. They make me feel scared. And they are also very haunting. They haunt me even in my sleep. So I don't like watching them at all. Ok, rồi chúng ta để ý là nãy giờ cô có lặp lại hai một cái cụm từ hai lần đó chính là be a big fan of something. Ok, bây giờ mình học một cụm từ rất là đáng giá trong IELTS nhé. Đó chính là be a big fan of something. Fan có nghĩa là gì? Fan thì hay nghe chữ fan cuồng, thì bóp ha. Ok, thì fan là những người yêu thích, người hâm mộ ha. Thì bây giờ mình nói là tôi không phải là một người hâm mộ phim kinh dị gì cả ha. It's just like I don't like it at all. Chúng ta không thích nó thế nào. Okay, got it? Alright, so these are three types of movies that I have just mentioned. Okay, đây là ba loại phim mà cô vừa mới đề cập đúng không? Thì bây giờ những cái phim như là cô kể tên một vài cái bộ phim cho mình nhé. Iron Man, Spider-Man, The Avengers. Okay, thì nghĩ đến ta. The Conjuring. Rồi những phim này là những phim mà nó rất là hot đúng không? Ra cũng có thì mình phải đi coi. Thì mình dùng cái danh từ gì để mô tả những phim là hot như vậy ta? Danh từ gì? À, chính xác đó chính là phim bom tấn. Ok. Rồi, giờ cô giới thiệu cho mình thêm một danh từ để chỉ phim bom tấn, đó chính là blockbuster. Ok. Now again, blockbuster. One more time, blockbuster. Ok, very good, wonderful. Blockbuster, a blockbuster là một bộ phim bom tấn đúng không? Vậy thì một bộ phim bom tấn khi mà nó ra mắt thì nó phải sao? À, nó ra mắt ở phòng chiếu thì mọi người sẽ đến xem nó đúng không? Thì nó được gọi là một bộ phim như thế nào? Một bộ phim cháy phòng vé. Ok, rồi tặng cho mình thêm một danh từ nữa nha. Movie box office hits. Rồi, cả lớp nhìn trên screen nhé. Movie box office hits. Ok, rồi movie mình biết rồi. Box office là phòng vé. Hits là cái gì? À, bây giờ mình liên hệ với bài hát có cái bài mà hit là cái bài như thế nào? Cái bài hot đúng không? Vậy thì movie box office hits là những cái bộ phim mà nó gây cháy phòng vé và nó rất là hot thì bom tấn. Ok. Rồi, nào bây giờ mấy bộ phim mà nó hot như vậy thì tụi bạn bè gặp nhau, bạn bè bạn hỏi nhau là ê, coi cái phim đó chưa? Không coi phim đó chưa? Bây giờ cô có cái ngành gì? À, mình dùng phim hiện tại hoàn thành là gì? Have you watched that movie? Very good, have you watched that movie? À, bây giờ cái tụi này nó cũng được nhưng mà nó cũng không có đặc sắc lắm. Trong cái TLS mình phải ráng sao để mình show off cuộc vật của mình không? Cô tặng mình thêm một cụm từ nhé. Đó chính là catch the latest movie. Again, catch the latest movie. Rồi, nào catch có nghĩa là sao? Bắt lấy, táo lấy, bắt được đúng không? Latest movie có nghĩa là bộ phim gần đây nhất, bộ phim mới nhất. Ok, để nguyên cụm catch the latest movie có nghĩa là xem bộ phim gần đây nhất, mới nhất. Ok, alright. Trong bài thi IELTS, bây giờ cô ứng dụng vào trong bài thi IELTS. Examiner hỏi mình là do you usually watch movies at the cinema? Câu trả lời của cô sẽ là well, I'm always trying to catch the latest movies, especially those blockbusters, because they are becoming the movie box office hits. So I have to watch it to tell my friend what it is about. Okay, vậy là chúng ta đã đi qua một bài từ vựng rất là hay trong để mà mình có thể ứng dụng vào việc IELTS khi mà mình nói về cái sở thích cá nhân đó chính là watching movies. Okay, so this is the end of the video today. Và tôi rất vui gặp các bạn. Và thảo luận về cái vấn đề hôm nay. Hẹn gặp lại các em trong những chủ đề khác của IELTS Spider. And it's good to be alive.